Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, bản Nạm Khạo, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Tày. Nếu như năm 2015 cả bản có 24 hộ thuộc diện nghèo thì đến cuối năm 2019, số hộ nghèo bản Nạm Khạo đã giảm xuống còn 14 hộ. Có được kết quả này, một phần cũng là nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình thực hành tiết kiệm như hũ gạo tiết kiệm, lợn nhựa tiết kiệm. Trong đó không thể không nhắc đến mô hình bao tóc vàng ra đời đầu tiên tại xã Vĩnh Yên. Thông qua mô hình này đã vận động đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mô hình tiết kiệm bao tóc vàng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Yên thực hiện thí điểm tại thôn Nạm Khạo từ năm 2011 với 10 hội viên tham gia. Mô hình hoạt động theo hình thức, vào mỗi vụ lúa, các thành viên sẽ họp nhau lại để chọn ra các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất được vay thóc không tính lãi. Một năm mô hình sẽ hỗ trợ cho 2 gia đình hội viên phụ nữ. Các hội viên còn lại, mỗi người góp số thóc từ 50kg trở lên cho 2 gia đình hội viên này. Nhận thấy hiệu quả của mô hình mang lại, số lượng chị em trong thôn tham gia vào mô hình ngày càng tăng. Nếu năm 2011 chỉ có 10 hội viên, thì đến năm 2017, số lượng hội viên tham gia vào mô hình bao thóc vàng đã tăng lên 18 người. Năm 2018 là 36 hội viên và đến năm 2020 là 46 hội viên. Từ năm 2018, do số lượng hội viên tham gia đông hơn, nên mô hình bao thóc vàng đã tổ chức đóng góp thóc một năm hai lần vào 2 vụ mùa hỗ trợ cho 4 hội viên khó khăn. Trước đây, gia đình bà Lương Thị Hoa là một trong những hộ nghèo của thôn Nậm Khạo. Cả gia đình có 6 khẩu, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh. Từ năm 2017, bà Lương Thị Hoa và con dâu là Cổ Thị Điệp tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn và cũng là thành viên của mô hình bao thóc vàng. Năm 2019, do điều kiện kinh tế khó khăn và cần vốn, gia đình bà Hoa đã được các chị em trong mô hình tạo điều kiện cho vay 637kg thóc. Số thóc này đã giúp gia đình bà Hoa không những đủ ăn mà còn có thêm chút vốn đầu tư vào chăn nuôi gia cầm, giúp cuộc sống bớt khó khăn. Gia đình tôi trước đây khó khăn lắm, nhiều lúc còn chẳng có gạo để ăn. Từ khi tham gia vào mô hình bao thóc vàng, với số thóc được vay gia đình tôi để lại đủ ăn, còn bán bớt đi lấy tiền mua thêm con giống như gà, vịt, ngan. Từ đó gia đình có thêm thu nhập, có tiền lo cho các cháu ăn học, không khổ như trước. Tôi cảm ơn các chị em trong mô hình lắm. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với những hộ nghèo như chúng tôi. Thời gian đầu, nhiều người còn nghi ngại về tính hiệu quả của mô hình bao thóc vàng. Nhưng nhờ sự tuyên truyền vận động tích cực của chi hội phụ nữ, nên ngày càng có nhiều chị em tự nguyện tham gia, ủng hộ một cách nhiệt tình. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, mô hình bao thóc vàng đã góp được 5.896kg thóc hỗ trợ được cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số thóc hỗ trợ các hội viên có giá trị không lớn, nhưng đã mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cái mô hình bao thóc vàng đấy rất là hiệu quả. Lúc chưa làm mô hình đấy thì dân chúng tôi cũng rất là khó khăn. Bây giờ đã được làm mô hình bao thóc vàng đấy thì chị em rất là phát triển. Vẫn là đi làm rất là tốt, được nhiều thóc. Hôm mà đến vụ thì các chị em lấy về, đúng là ai cũng lấy về rất là phấn khởi cháu ạ. Thì tôi, nhà tôi cũng đấy, cũng làm được một từ 2012 rồi, bây giờ có năm tôi bán được 5 tạ, được 2-3 vụ tôi đến vụ đấy là anh chị em lấy về cho tôi, nhà tôi không ăn hết thì tôi vẫn bán được lúc nào thiếu, đúng thiếu thì vẫn bán được mà. Bây giờ làm hiệu quả thì
mong các hội viên bạn khác làm được nhiều mô hình thì tôi rất phấn khởi. Mô hình Ba Thóc Vàng không chỉ là nơi gắn kết yêu thương, chia sẻ khó khăn, mà còn là nơi để các thành viên trong chi hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, cũng như những ứng xử trong cuộc sống gia đình. Chị Cổ Thị Ngư là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của chi hội phụ nữ thôn Nạm Khảo. Mô hình Ba Thóc Vàng không chỉ giúp chị được hỗ trợ lương thực trang trải cuộc sống, mà những buổi họp chi hội được trò chuyện với các cô, các chị trong chi hội phụ nữ đã giúp chị Ngư mở mang được nhiều kiến thức phát triển nông nghiệp. Trước kia gia đình tôi chưa tham gia thì vẫn gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Có lúc thì còn chưa đủ thóc để ăn. Còn từ khi tôi tham gia vào theo mô hình này thì gia đình tôi phát triển hơn trước kia, không phải thóc thì không phải thiếu nữa, bây giờ thì vẫn còn là dư thừa. Tôi thì bản thân tôi thì là một hội viên cũng là trẻ tuổi thôi, thì cũng tham gia theo mấy chị lớn tuổi hơn thì chúng tôi cũng mấy chị cũng trao đổi kinh nghiệm thì cũng giúp nhau vượt lên thoát nghèo. Thực hiện từ năm 2011 đến giờ thì theo bản thân tôi thì vừa là người chi hội trưởng vừa là hội viên của thôn bản thì tôi cũng biết là nắm được tình hình các chị em, là từ thực hiện cái mô hình đấy về thì các chị là không thiếu ăn nữa, thì có củ ăn củ để dành. Thì ngày xưa thì chưa thực hiện cái mô hình này thì các chị em cũng đi mua, đi vay, đi mượn thì rất khó khăn. Thì thực hiện cái mô hình này về thì các chị em thì dư được rất là nhiều thóc, gạo hàng năm, hàng tháng, hàng quý là không phải đi vay, đi mượn. Từ hiệu quả của mô hình Ba Thóc Vàng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Yên đã triển khai thêm một số mô hình tiết kiệm khác như hũ gạo tiết kiệm ở thôn Tạng Què và Nạm Pậu, ống tiền tiết kiệm ở thôn Nà Pồng. Ba Thóc Vàng được triển khai tại một số thôn của xã như Nạm Mược, Nạm Pậu được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia nhiệt tình. Ngay sau khi mà nhận được những cái văn bản chỉ đạo thì chúng tôi cũng rất chăn trở và cũng đã họp với lại chi bộ cùng một số thôn bản thì cũng đã bàn bạc và khắc phục những cái vướng mắc mà sau khi mà chưa thành lập mô hình ấy thì là hoàn cảnh của một số hội viên của một số chi hội thì rất là khó khăn, thì chúng tôi bây giờ chúng tôi mới bàn bạc tháo gỡ trong ban chấp hành để làm sao mà đưa cái giúp đỡ những cái hội viên khó khăn bằng những cái hình thức mà việc làm nhỏ cụ thể. Thì để học tập theo gương Bác thì chúng tôi đã nghĩ ra là thành lập ra mô hình Bao Thóc Vàng. Khi được nghe được tuyên truyền thì các chị em hội viên thấy được cái hiệu quả của mô hình thì các chị em cũng đã tự nguyện tham gia. Đến thời điểm hiện tại là có 46. Trong thời gian tới thì theo dự kiến của Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình Bao Thóc Vàng mà chi hội Nạm Khảo đã thí điểm trước, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng ra các chi hội còn lại. Bởi vì tôi thấy thực chất là cái mô hình này rất là hiệu quả, thì giúp đỡ được rất là nhiều hội viên trong chi hội khó khăn. Mô hình Bao Thóc Vàng, hũ gạo tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm được thực hiện tại xã Vĩnh Yên đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của phụ nữ trong xã. Từ đó tạo điều kiện cho các chị em vươn lên thoát khỏi đói nghèo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Yên còn phát động và làm theo bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa và ngày càng đi vào chiều sâu như tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, thời gian, điện nước. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Yên sẽ tiếp tục vận động để nhân rộng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác. Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục sau.